Ai nói là hả, không thể nào ăn những món mà không có đường được chứ. Đây, nhà Trân ăn là như vậy nè. Tại vì Trân thấy kết quả của ăn đường của ông xã Trân rồi có rất là nhiều bệnh luôn. Nhưng mà sau khi ông thay đổi không ăn đường là tất cả các bệnh đều hết. Gia đình đa văn hóa ăn ăn uống hơi khác nhau vậy đó ông bà cô chú. Anh hai ăn liên tục vậy anh hai? Anh hai ơi, món hai anh thích lắm bà cô chú, ăn liên tục luôn. Hôm đó đi đi. Hay quá, giơ tay. Hay quá. Wow, wow, nice one. Yeah, nice one. Nice. Không kiss, không kiss Victor mà kiss mommy ha. 1 2 3 nice one. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z N N N M O A B C D E F G H I J K L M N O Hay quá, vỗ tay. Ông bà cô chú coi ha, anh em con hút bụi nhà nè ông bà cô chú. Giúp mẹ hút bụi nhà nghe. Đó. Anh Hai giỏi quá, anh Hai lìa ba ma giỏi quá ha. Giúp mẹ hút bụi nhà nè. Ôi trời ơi. Hút đi con. Rồi Victor giúp mẹ hút bụi ha. Victor giỏi quá. Hai anh em giúp mẹ luôn. Good job. Rồi giỏi quá. Good. Good job Victor. Giỏi quá. Hai cũng giỏi luôn. Anh Hai Liêu ba ma giỏi quá. À, hai anh em con chơi trong playpen nè ông bà cô chú ơi. À. Ồ, chào ông bà cô chú đi nè con. Anh Hai nói nào. Chào ông bà cô chú. Thôi Daddy nói đi nè. Daddy nói chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Yeah, nice. Oh yeah. Aroma. Nice one. Nice kiss. Very nice kiss. Hôm đó đi đi. Nice. Mi gió ông bà cô chú đi. Cháu Yến Mạch sẽ ăn với trái cây nè ông bà cô chú. Trân đã cắt ra rồi nè ha. Chuối. Này là cái hồng ông bà cô chú. Này là lê nâu. Và đây là táo. À, bên này ông bà cô chú, trái cây đa số là giống như táo nè, lê nè. Là ông xã Trân ông không có thích gọt vỏ đâu ông bà cô chú. Ông nói là vỏ trái táo và vỏ trái lê hoặc là vỏ củ khoai tây có rất là nhiều chất dinh dưỡng đó ông bà cô chú. Chân quen chân gọt á, bây giờ là bắt chước ổng nè, không có gọt vỏ nè. Mà đúng thiệt, chân để ý đó, không gọt vỏ khi mà mình ăn vô là rất là dễ đi vệ sinh, rất là tốt luôn á, tại vì vỏ nó có rất là nhiều chất xơ đó ông bà cô chú. Giờ chân sẽ cắt nhỏ ra bỏ vô cháo Yến Mạch cho các con Trân ăn nè.
yến mạch và đậu xanh cà bỏ vô chung với nhau ha, và Trang sẽ bỏ tí xíu bơ. Butter, please. Anh nhỏ anh nghe bơ cái anh chạy vô nè ông bà cô chú. Butter, please. Con nói gì, nói tiếng Việt cho mẹ nghe coi. Butter. Mẹ ơi vui lòng cho con bơ. Butter. Khoái ăn bơ lắm bà cô chú. Mẹ ơi vui lòng cho con ăn bơ. Cái đó cái gì đó con? Ngũ cốc hay cháo yến mạch? Nói mẹ nghe coi. Cháo yến mạch, con có thích ăn cháo yến mạch không? Dạ thích, giỏi quá. Nó con cảm ơn mẹ chưa? Rồi Trang sẽ khuấy đều lên nè bà cô chú cho bơ nó tan ra đó. Cũng còn nóng đó, nên bơ nóng chảy ha. Trái cây bỏ vô. Đây là kết quả hoàn chỉnh nè bà cô chú. Trang đã có một tô cháo yến mạch có rất là nhiều trái cây ha. Ai nói là hả không thể nào ăn những món mà không có đường được chứ. Đây, nhà Trang ăn là như vậy nè. Tại vì Trang thấy kết quả của ăn đường của ông xã Trang rồi có rất là nhiều bệnh luôn. Nhưng mà sau khi ông thay đổi không ăn đường là tất cả các bệnh đều hết, nên Trang muốn tập thói quen cho các con Trang nó ăn như thế này không có đường ngay từ nhỏ ha. Đây. Rồi mời ông bà cô chú cùng ăn với nhà con nha. Mời ông bà cô chú xem hai anh em con ăn nha ông bà cô chú nha. Chúng ta chọn bà cô chú, mời bà cô chú ăn đi con. Ăn mà liên tục luôn đó bà cô chú, thích á. Ngon quá, nói gì biết chưa? Ngon quá. Anh hai ăn liên tục vậy anh hai? Anh hai ơi, món hai anh thích lắm bà cô chú, ăn liên tục luôn, không cần nghe mẹ nói gì hết trơn á. Đi ba ma con mời bà cô chú ăn cháo yến mạch với con với trái cây. Con nhớ cái gì đó? Ăn gì đó con? Ngon quá. Cháo yến mạch mẹ nấu ngon quá hả con? Ngon quá bà cô chú ơi. Ăn gì mà liên tục vậy Victor? Victor? Cái bàn đó con à, cái bàn làm ồn á nha. Nước. Cảm ơn bà cô chú ăn sáng với gia đình cho nghe. Ăn sáng cháo yến mạch với trái cây. Không có đường, đường tự nhiên từ các loại trái cây. Uống một miếng vitamin nè. Mẹ ơi vui lòng cho con chuối. Ăn xong chưa Victor? Nãy giờ cho mấy anh ăn không bà cô chú, giờ mới tới lượt cho nghe. Bà cô chú nghe. Chè đậu xanh với cháo yến mạch. Nhưng mà đậu xanh là không có đường, Trang bỏ muối Another ngon bà cô chú. Thời tiết lạnh lạnh vậy nè mà có một nồi, ước gì có một nồi phở Việt Nam ăn cho nó nóng nên nó ấm bụng, nhưng mà không có. Thì mình ăn cái này nó cũng ấm bụng và tốt cho sức khỏe. Bên này cứ lâu lâu thèm phở không bà cô chú, tại vì ở nhà này bốn người mà có mình cho ăn à, không ai ăn hết trơn á. Ngon không con? Ngon quá biết chưa? Banana is so Yes, because mommy hot. cereal á, oatmeal chứ. Because mommy oatmeal is hot, that's why banana is hot. Anh kêu chuối sao nóng? Mình giải thích là chuối thì nó nằm trong cháo yến mạch anh nên nó nóng không bà cô chú. Khoan ngon, cháo yến mạch ngon, ăn hết phần của con đi. One Nhà này hả, mấy anh nhỏ khoái ăn trái cây lắm bà cô chú. Năm mai mốt về á, tranh thủ về cái mùa mùa trái cây. Tết nửa năm á, mùa hè về cho mấy anh ăn trái cây cho đã thôi con. Con thích ăn ăn trái cây không? Dạ thưa mẹ thích. Ừ. Ừ.
Trái hồng bên này ngọt lắm bà cô chú, nó chín lắm, để cho nó chín thôi là chín luôn. Nước không con, uống đi nước đi. Ăn Mà cô chú thấy hai hai bé ăn giỏi không bà cô chú? Anh này Tết này chuẩn bị 4 tuổi, anh này Tết này là 2 tuổi. Tập cho ăn từ lúc 11 tháng là tự tập ăn, tự múc ăn lắm bà cô chú. Victor là ăn hả, mà chân mà cầm muỗng đút dảnh ảnh không chịu, ảnh phải là tự ăn. Ăn mà dơ vậy đó, ăn xong rồi tí nữa dẹp. Chịu khó dọn dẹp tí xíu nhưng mà ảnh giỏi. Giống như đi vệ sinh rồi là ảnh tự đi hết rồi bà cô chú. Rất là tự lập luôn á bà cô chú. Sao? Apple con ăn đi, táo, nói táo đi con. Rồi con ăn hết cái đó đi, mẹ cho trái cây. Trái cây ở trong dĩa kìa, con ăn hết đi rồi mẹ cho ra tô con ăn. Hồng nè, chuối nè, táo nè, ăn hết luôn nha. Cảm ơn bà cô chú đã xem video nha. Cả nhà xem video nếu thích thì nhớ nhấn nút like, share và đăng ký kênh cho Trân nha. Xin cảm ơn cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Con chào ông bà cô chú đi kìa. Tạm biệt ông bà cô chú. Victor. Chào ông bà cô chú. Ba mẹ con ăn cháo yến mạch và đậu xanh nè ông bà cô chú. Còn ông xã của Trân sẽ là trứng và salad và cà chua. Ông sẽ nêm nếm theo hương vị của ông thôi. Nhiều khi mình nêm mà không có đúng vị của ông nên ông để đó cho ông nêm. Thịt bò, ông sẽ ăn chung với trứng cho ăn sáng của ông ha. Đó, nhà Trân ăn vậy đó. Không, hoàn toàn không có đường ha. Nhưng nó chiên sẵn rồi, còn thịt bò thì tí nữa ông sẽ nấu, ông nêm nếm ngon hơn Trân. Nên cái nào Trân làm được thì Trân làm. Đây, Trân đã cắt sẵn hết ra rồi nè. Gia đình đa văn hóa, ăn ăn uống hơi khác nhau vậy đó ông bà cô chú. Nồi đậu xanh của Trân. Cháo yến mạch. Trứng của ông xã Trân, salad của ông. Ông ăn là ông sợ đường lắm nên những cái gì là hoàn toàn không có đường. Ông bà cô chú thấy con ăn giỏi chưa ông bà cô chú? Ăn hết luôn. À, đây là chiến trường nè, cái áo dơ kìa. Phần của mẹ và phần của anh hai ăn hết sạch luôn đó ông bà cô chú. À, anh khoái ăn cái này lắm, tại vì có trái cây ngọt ngọt á. Ồ, ăn ngon ngon, ăn hết luôn á hả con? Giỏi quá, đó, ăn mà hả? Còn liếm cái lưỡi cái muỗng nữa kìa ông bà cô chú. Ông bà cô chú ăn bánh nè, bánh này con trai mua trong chợ nhà giàu nè ông bà cô chú. Bánh nào con? Lấy bánh bỏ ra dĩa cho mẹ đi nào. Bỏ vô dĩa chứ, bỏ vô dĩa rồi lên bàn ăn đàng hoàng con. Lấy ra bỏ vô dĩa nào. Con lấy ra xong con tự con bưng lên con bàn con ăn đó ông bà cô chú. Ngon không con? Ngon chưa? Ngon quá. Biết tôi ăn gì đó con? Bánh không bà cô chú? Đây là hai thùng hàng của mẹ chồng Trân từ bên Florida gửi qua bên nhà Trân nè. Không biết cái gì trong đây, mời cả nhà cùng xem nha. Giờ Trân sẽ khui hai thùng hàng ra nha bà cô chú. Hồi hộp quá, không biết cái gì đây. Hồi hộp quá không biết cái gì trong đây. Tấm ra trải giường bà cô chú, nguyên một bộ ra trải giường. Hàng cô tông luôn bà cô chú. Cùng màu. Rồi, một thùng. Một thùng là bộ ra trải giường nữa bà cô chú. Ô, toàn bộ là ra trải giường. Và cái này cho ông xã Trân kiểm tra máu á. Đây nè. Cảm ơn bà cô chú đã xem video nha. Cả nhà xem video nếu thích thì nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh cho Trân nha. Cảm ơn cả nhà. Thank you Nana. We will see your two buckets already. Yeah.